Tim lùng làm máy với cấu hình là trên 110 trái 52 số bắp margit, bình xăng con mai vàng full đồ tiện lò. Thì xe này là đang sử dụng cái combo mình đang bán là trên 110 trái 52 số bắp margit full bộ đầu lồng dên, mình bán là 8 triệu, cam cò lò xo đầu đũa đầu ron mạng lồng đầy đủ hết, 5 triệu 8, giá là chưa bao gồm phí lắp đặt và những chi phí phát sinh thêm nha anh em. Thì đây là xe này đã làm xong ở tại trạm mình. Cái này là làm bài này chạy êm dịu nhẹ, trái 52 số bắp margit, đi bình xăng con 42 mã lai ở một bình, cái này mình bán là cái bình này không là 300.000 một bình, lồng lồng của SS nha anh em, sử dụng cái là Ebon Racing luôn, Ebon Racing trái 52 á, tàu được biển lò đi xuống bắp 21.1.